Đây nhé cả nhà nhé, cái này nó là cái kem nám mà rất là nhiều chị em mình, nói chung là trên TikTok, trên TikTok này kia đấy là nói rất nhiều về cái sản phẩm này luôn nhé cả nhà nhé. Cái em này nó được, cái kem nám này nó được chiết xuất từ cái lá tiết tô nhé cả nhà nhé, chiết xuất và trong một cái đội ngũ người ta nghiên cứu đâu, trong cái quá trình người ta nghiên cứu không biết là bao nhiêu năm trời đó cả nhà, bao nhiêu năm trời người ta nghiên cứu ra cái dòng này đó, cho nên là cái bây giờ nó mới thật sự là nó mới có nè đó. Nó gồm có, Hà bán nó đi một cặp luôn nhé cả nhà nhé, nó gồm có một hũ kem của nó luôn và một chai serum của nó luôn nhé cả nhà nhé. Một hũ kem và một hũ serum. Bình thường nếu như mà mọi người hỏi Hà đấy thì Hà bán lẻ của nó sẽ là 20 đồng một hộp. Mọi người lấy combo như thế này ấy, thì Hà sẽ bán là 38 đồng nha cả nhà nhé. Combo của nó là 38 đồng, không hề mắc nhé cả nhà nhé. Cái serum này ấy, nó cũng là 50ml luôn. Kem cũng 50ml luôn nhé cả nhà nhé. Đó, một cái combo của nó như thế này nhé cả nhà nhé. Giá của nó là 38 đồng. Đó. Còn nếu mọi người mua lẻ của em này ấy, nó là 20 đồng nhé cả nhà nhé. Serum cũng được mà kem cũng được. Hà bán đều hết cho mọi người để mọi người dễ mua. Tại vì ai cũng vậy, hết cái nhu cầu cần thì mọi người mua, chứ không có cái chuyện mà mình phải này kia, không có chuyện là bắt phải mua combo hay kia. Không có nhé cả nhà nhé. Mua gì cũng được hết, lấy cái gì cũng được hết. Được chiết xuất từ cái lá tiết tô và một cái đội ngũ người ta đã dày công nghiên cứu ra cái sản phẩm này nhé cả nhà nhé. 38 đồng cho một combo, vừa có cả serum mà vừa có cả kem dưỡng luôn nhé cả nhà nhé. Đấy, đây nhé. Cái vòi của nó như thế này, cái chai serum của nó như thế này nhé. Cái này Hà đăng bài lên thì rất là nhiều chị em đã hỏi và chốt rất nhiều rồi nhé cả nhà nhé. Chị là nám mà mọi người biết không, xài cũng rất là hiệu quả luôn. Bởi vì người ta cứ nói là chiết xuất từ cái lá tiết tô đấy, nó là cái mà nhiều người người ta cứ hay nói là mình làm, mình lấy lá tiết tô, mình xay, mình làm cái gì đó. Nhưng mà thật sự bây giờ cái đội ngũ người ta đã nghiên cứu ra những cái này rồi mà mình xài lên như thế này. Nếu mà mình xài lên mà mình tự làm ấy, cái lá tiết tô đấy ấy, thì nó chỉ là một cái gì, nó chỉ là dạng như là trị nám hay gì đó thôi. Còn những cái dành sản phẩm này ấy, là người ta đã nghiên cứu và nó có cả dưỡng trắng và nó có cả chống lão hóa và nó có luôn cả những cái dưỡng da ở trong này, những cái thành phần nó dưỡng cho mình nữa, nó nuôi dưỡng và nó ngăn chặn cái tế bào gốc ấy, nó ngăn chặn cái tế bào nám đấy nó phát triển lên thêm nữa luôn nhé cả nhà nhé. Chứ nó không đơn thuần là cái gì đấy mà mình xài nó đơn giản không. Cái này nó vừa dưỡng, nó vừa cấp ẩm, có đầy đủ hết trong này cho mình luôn nhé cả nhà nhé. Một combo của nó là 38 đồng. Ok chưa? Hà qua mã khác nhé cả nhà nhé. Mấy chị em mình lấy xong bắt đầu là ai mà chốt trễ đấy thì là mình lại đợi hàng tiếp đấy. Nó cũng khá là lâu đấy nhé cả nhà nhé. Hà qua mã đây. Qua mã đi, đi cho nó nhanh. Mày cái răng đấy, không đi nói chuyện mày. Sợ đấy, sợ luôn. Đúng rồi, sợ. Hà coi nhá. Cái set sữa rửa mặt của Hà. Cái set sữa rửa mặt của Hu Trắng của Hà mới về thêm nhá cả nhà nhá. 30 đồng cho một set nhá cả nhà nhá. Sữa rửa mặt của Hu Trắng làm trắng sáng da nha cả nhà nhá. Hà hết hàng, cho nên là Hà vừa mới về thêm nữa nhá cả nhà nhá. Cái mùi của nó đông y xài rất là thích nha cả nhà nhá. 30 đồng cho một set sữa rửa mặt của Hu Trắng làm trắng sáng da nha cả nhà nhá. Làm trắng sáng da. Chào Hảo nha. Hu Trắng này á là chứa những cái thành phần mà kem sung xanh không chị. Ở kem sung xanh á, thì cái đợt này á, nó không có cái hũ mà nó tặng thêm một hũ, cho nên chị không có lấy. Chị cũng vậy, cứ mua hàng á, là trừ khi nào mà chị thấy cái nào nó ngon ngon lúc đấy chị mua nhá cả nhà nhá.
Yên tâm đi, khi mà chị không có mà bán á thì làm biết rồi đấy. Chị ghi cho em chưa, em lấy cái ấy phải không? À, thì lấy một serum. À vậy hả? Sao hương đỗ sao chị đợi chị bị ẩn của em này, đâu có thấy đâu. Hương đỗ ơi, không thấy em luôn á. Chị chỉ thấy có tới chỗ ấy là thì lấy một chai serum. Thì ơi, lấy serum ấy thì mình nên lấy kem để mình kem nám, mình cái kem đấy luôn, mình kết hợp nó vào cái kem đấy, nó gọi là nước hoa hồng mới có không? Có sẵn hàng chứ. Cái mình nên kết hợp nó vào với cái kem dưỡng luôn đi. Chào Sophia Hà nhá. Titi lấy một serum. Serum cái đấy là gọi là cái kem nám mà mommy nhá cả nhà nhá. Mommy. Mommy. Còn cứ biên bảo mommy, mommy care đấy, nó là mommy care đấy. Hai nếu mà mọi người lấy một chai lẻ đó nó là 20 đồng đó cả nhà ơi. 20 đồng. Ủa mà cô Hương Đỗ lấy gì vậy? Hương Đỗ em lấy cái gì? Hoa Mi Ngân lấy một combo trị nám lá tí tô kìa. Cái đấy nó là mommy đấy. Mommy care đấy cả nhà. Đây nó có cái chữ mommy care ở trên này luôn đấy cả nhà. Serum nó cũng 50ml mà kem dưỡng nó cũng 50ml luôn. Mình nên kết hợp nó vào nha cả nhà nhá. Mình nên kết hợp nó vào để cho nó có một cái làn da nó đạt cái hiệu quả tối ưu luôn nhá cả nhà nhá. Mọi người thấy không? Nó có cái hình lá tiết tô. Vậy thì lấy luôn kem. Lấy đi thì mình kết hợp nó vào để xài cho nó hiệu quả. Gì nó cũng không có bao nhiêu tiền. Vậy là thì lấy một combo đi. Mommy. Ừ, cứ biên mommy là được rồi. Bao nhiêu tiền? Nếu mà một combo. Một combo 38 đồng. Lấy luôn đi thì tại vì cái này á mình nên kết hợp nó vào để cho nó đạt hiệu quả tốt nha cả nhà nhá. Nếu mà chị em nào mình không nám á, mà chị em mình ai cũng vậy thôi, đến khoảng chừng 30 mấy tuổi trở lên là da bắt đầu nó đã không đều màu rồi. Mà cái này không có nghĩa là mình nám mình mới xài, mà mình da mình không đều màu mình xài nó cũng trắng lên, nó làm cho mình đều màu da và nó ngăn ngừa. Em một mommy đấy, Hương Đỗ là một mommy này, một cái combo luôn con. Okay. Hương Đỗ một combo. Mọi người cần gì á thì mọi người nói nha. Còn cái kem sum xanh đấy á, Jenny để Hà lên cho Jenny nhá. Nếu mà cái set kem sum xanh đấy á, nếu mà nó có hàng mà nó mua mà nó tặng một hũ kem, tặng một hũ kem, chắc chắn một điều luôn là chị sẽ lấy về. Bởi vì á, chị chỉ lấy những cái nào mà chị có cuốn sách là chị cứ coi thôi. Chị có ngũ cốc khoai lang bí đỏ không? Không còn cái gì luôn. Ngoài trừ bây giờ chỉ còn có mỗi cái ngũ cốc đậu thôi. Mỗi ngũ cốc đậu thôi. Về hàng không kịp luôn. Em ơi, để chị lên cái nước hoa hồng nhá. À đây, nước hoa hồng đây. Không nọ, có lên ở đây này. Đây này, Huệ ơi, nước